âm binh mượn đường, câu chuyện kể về những người trong cuộc. Dân gian cho rằng hiện tượng âm binh mượn đường là hoàn toàn có thật và từng xảy ra tại nhiều nơi, đặc biệt là ở Trung Quốc. Hiện tượng này thường xuất hiện tại Tử Cấm Thành thuộc Bắc Kinh. Sau 5 giờ chiều ở Tử Cấm Thành, họ thường xuyên thấy có hình bóng của cung nữ, thái giám đi qua đi lại. Thậm chí, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng kêu khóc khiến người ta nghe mà kinh hãi đến rợn cả tóc gáy. Vậy thực hư câu chuyện này ra sao? Ngay sau đây, Minh Đức xin kính mời quý khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi video của Đồng Tây Kim Cổ. Câu chuyện về những âm hồn của cung nữ xuất hiện tại Bắc Kinh. Câu chuyện trên xác thực đã diễn ra tại một đêm sấm chớp đùng đùng ở Bắc Kinh tại thời điểm năm 1992. Khi đó, hình ảnh về sự xuất hiện của một nhóm cung nữ trong Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh đã được nhiều du khách chụp lại. Vì nhiều du khách đã tận mắt chứng kiến sự việc này và có được những bằng chứng xác đáng. Do đó, các chuyên gia nghiên cứu phải vào cuộc. Sau đó, họ đã đưa ra lời giải thích đứng trên phương diện khoa học cho vấn đề này. Họ nói rằng, việc đoàn du khách nhìn thấy hình ảnh các cung nữ ở Tử Cấm Thành là có căn cứ khoa học. Bởi vì tường của Tử Cấm Thành là màu đỏ, có chứa sắt, oxit, mà sét thì có thể dẫn điện vào vật liệu này. Nếu thuở xưa, tình cờ có cung nữ đi ngang qua vào đúng lúc trời đang sấm sét, thì khi ấy, bức tường của Tử Cấm Thành sẽ có chức năng giống như máy ghi hình. Nếu sau đó sét xuất hiện một lần nữa, thì có thể bóng của người phụ nữ cũng được ghi lại sẽ giống như một màn hình chiếu bóng. Tuy nhiên, nhiều người không tin vào giả thuyết khoa học nêu trên. Họ tin rằng âm gian và âm hồn là thực sự tồn tại. Người trên dương thế từng đối diện và chứng kiến với hiện tượng này cũng không ít. Ví như, có một người đàn ông làm việc trong Tử Cấm Thành vào đầu những năm 1950. Một lần, ông đang đi bộ qua bức tường gần khu trưng bày kho báu của Tử Cấm Thành thì đột nhiên thấy một số người cầm đèn lồng đang đi về phía trước. Lúc đó, ông nghĩ, thời đại chúng ta đều dùng đèn pin, vậy ai còn sử dụng đèn lồng đây? Chẳng lẽ là... Người này muốn bước tới để xem xét, nhưng ông lại không thể bắt kịp nhóm người cầm đèn lồng cung đình kia. Tuy nhiên, nhìn xa xa, ông thấy đúng là có những cung nữ mặc trang phục thời nhà Thanh đang cầm đèn lồng cung đình bước đi chỉnh tề. Lần này, ông kinh hãi ngã quỵ xuống đất nhưng không dám đuổi theo nữa. Mãi cho đến khi khuất ánh đèn, ông mới lê từng bước run rẩy trở về nhà bằng một con đường khác. Đoàn làm phim chứng kiến cảnh âm hồn. Vào năm 1988, một đoàn làm phim của xưởng phim Bắc Kinh đang quay cảnh ban đêm trong Tử Cấm Thành. Vào lúc 12 giờ khuya, cảnh còn chưa quay xong, các diễn viên đã cảm thấy sợ hãi và muốn rời đi. Nhưng đạo diễn không cho phép. Không còn cách nào khác, họ đành phải nén nỗi sợ mà tiếp tục quay. Nhưng vào lúc này, trên tường bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh một nhóm người trong trang phục cung nữ. Thỉnh thoảng còn có tiếng khóc than của người phụ nữ nào đó truyền tới. Cả đoàn làm phim chứng kiến cảnh tượng này nên chạy bán sống bán chết. Đến sáng hôm sau, họ mới dám quay lại thu dọn đồ đạc. Bất kể thế nào, hãy nghĩ một chút về những hành lang dài hẹp và âm ám trên tường phủ đầy cỏ dại trong Tử Cấm Thành kia. Vào ban đêm, nếu đi một mình trong Tử Cấm Thành và đột nhiên nhìn thấy thái giám hay cung nữ tiến về phía mình, thậm chí cho dù không có cơ sở khoa học cũng khiến người chứng kiến hoảng sợ đến kinh hồn bạt vía. Không phải ngẫu nhiên, hiện tại Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh không còn cho phép du khách vào tham quan bên trong sau 5 giờ chiều nữa. Hiện tượng âm hồn xuất hiện nơi dương thế không chỉ tồn tại ở Bắc Kinh. Có nguồn tin từ nhiều nhân chứng cho rằng, tại tỉnh Hà Bắc từng xảy ra hiện tượng âm binh mượn đường với quy mô lớn sau trận động đất ở Đường Sơn. Hiện tượng âm binh mượn đường sau trận động đất tại Đường Sơn. Hiện tượng âm binh mượn đường này thường xảy ra sau khi thiên tai qua đi. Ví dụ, trong những trận thiên tai động đất kinh hoàng, nhiều người vì không phản ứng kịp mà bị mất đi sinh mạng trong tích tắc. Các oan hồn này sau đó sẽ thường tập hợp lại tại nơi ấy mà không muốn rời đi. Kết quả là quỷ môn quan trốn âm tào sẽ được mở ra và âm phủ phái âm binh đến nhân gian trấn giữ linh hồn, áp giải họ về âm phủ. Như vậy, những âm binh phụng mệnh áp giải linh hồn này liền trở thành âm binh dẫn đường. Đây cũng chính là quỷ sai quỷ tương,
quỷ được sai đi bắt âm hồn mang về âm phủ mà mọi người thường gọi. Từng có một người có mặt sau trận động đất ở Đường Sơn năm 1976 để tham gia cứu hộ kể lại rằng khi họ đang trong giờ nghỉ ngơi thì nhận được lệnh từ cấp trên yêu cầu toàn bộ lực lượng phải lập tức lên đường đến vùng thiên tai để cứu viện. Do vậy, tất cả quân đội và hàng chục xe quân sự đã được điều động. Tuy nhiên, khi lái xe đến một nơi chỉ cách khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất 1 giờ đồng hồ, thì đoàn xe của quân đội bỗng nhiên gặp vấn đề. Tất cả các kỹ thuật viên vội vã xuống xe để kiểm tra nhưng không phát hiện ra bất kỳ hỏng hóc nào cả. Lúc đó là vào khoảng 8 giờ tối, đèn pha trước đầu xe của tất cả các xe đều đột ngột bị tắt. Do đó, họ đành theo lệnh của cấp trên đậu tất cả các xe nép vào bên phải đường. Theo lời nhân viên cứu hộ đó kể lại, đoàn quân một lúc sau lại được mệnh lệnh rằng tất cả các nhân viên cứu hộ phải lập tức treo lên xe, bất kể nhìn thấy gì trước mắt đều không được phép nói hoặc làm náo loạn. Cứ như vậy, mọi người ngồi trong xe cho đến tận khuya, cuối cùng cũng không biết đã mấy giờ. Vào thời điểm đó, toàn bộ nhân viên trong quân đội đều ở trong trạng thái nửa thức nửa tỉnh. Chợt nghe bên cạnh xe có tiếng vó ngựa ầm ầm truyền đến, đánh thức tất cả mọi người. Chỉ thấy bên cạnh xe của lực lượng cứu hộ xuất hiện từng chiếc xe ngựa một, mà những chiếc xe ngựa này đều xuất phát từ hướng khu vực thiên tai. Đến khi các thành viên thò đầu ra cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, họ đã bị sốc vì thấy trên mỗi chiếc xe ngựa chở đầy đầu người. Những chiếc xe đó chạy qua chạy lại trong khoảng 30 phút, ước chừng có 200 chiếc. Khi tất cả xe ngựa đã đi qua, đội cứu nạn đã cố gắng khởi động lại ô tô. Thật thần kỳ, chúng đã hoạt động trở lại. Sau đó, quân đội tiếp tục tiến lên phía trước. Trên đường đi, có người bộ đội vừa nãy dựa theo số đầu người trên các xe ngựa, dự đoán rằng có khoảng chừng 200.000 người chết trong trận động đất. Sau này, người ta xác minh rằng thực sự đã có khoảng 200.000 người thiệt mạng sau trận địa chấn kinh hoàng đó. Âm binh qua đường trong trận động đất Đường Sơn khẳng định là có thật. Hiện tượng này không phải là chuyện mê tín, mà là một hiện tượng tâm linh. Khoa học hiện đại không thể giải thích được. Trận động đất năm đó diễn ra tại Đường Sơn có sức công phá bằng 400 quả bom nguyên tử mà Mỹ từng thả xuống Hiroshima, Nhật Bản, khiến thành phố 1 triệu dân bị san bằng chỉ trong phút chốc. Đây dường như là một thảm họa không thể lường trước, cũng không cách nào ngăn cản được. Vì vậy, sau thảm họa, các học giả tập hợp lại nguyên nhân của trận động đất đã bị sởn cả gai ốc và lâm vào trạng thái trầm tư. Trong bản tưởng niệm 30 năm trận động đất Đường Sơn, đã ghi lại các tình huống khác nhau của những người đối mặt với thảm họa thiên nhiên tại thời điểm đó. Bản tưởng niệm này để kể lại những sự thật và hiện tượng khó hiểu trước và sau trận động đất, suy ngẫm về con người trong tiến trình hiện đại hóa, làm thế nào để sống hòa hợp với thiên nhiên. Trên thế giới này, rốt cuộc có thần Phật, có thiên đường, địa ngục và luân hồi hay không? Dưới sự ảnh hưởng của tư tưởng vô thần, hiện có nhiều người không mấy tin tưởng vào thần Phật và các hiện tượng tâm linh. Tuy nhiên, cho dù con người có thừa nhận hay không thừa nhận, thì thần Phật, thiên đường, địa ngục và lục đạo luân hồi đều tồn tại một cách khách quan và hết sức thực tại. Hơn nữa, còn rất nhiều các sách cổ và truyền thuyết dân gian từ hàng nghìn năm qua của Trung Quốc và các quốc gia trên thế giới đều có ghi chép lại. Ngay cả thời hiện đại cũng có xuất hiện những câu chuyện như vậy. Theo hồi tưởng của một trong số những người may mắn sống sót sau trận động đất ở Đường Sơn, thì một nhân viên ngân hàng 28 tuổi họ Vương kể lại rằng lúc đó tôi đang ngủ say, chỉ nghe một tiếng động lớn và cảm thấy một mảnh tấm trần nhà rơi xuống, đè vào ngực tôi. Tôi vùng vẫy cố gắng kéo cơ thể mình ra khỏi tấm trần nhà nhưng vô ích, cũng không thể nhúc nhích được. Muốn hét lên, nhưng dù có dùng bao nhiêu sức lực đi chăng nữa cũng không thể hét ra tiếng. Lúc này, trong bông lung, tôi tiến vào một thế giới khác. Bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt xuất hiện một người đàn ông mặc áo choàng dài khập khiễng bước tới trước mặt tôi. Mặc dù người đó cách tôi rất gần, nhưng tôi lại không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của ông ấy. Sau đó, ông ấy đưa tôi tiến vào một hố đen sâu hun hút. Trước mắt tôi tối đen như mực, chỉ cảm thấy thân thể mình đi theo ông một cách không tự chủ. Khi đi đến cuối hố đen, tôi mới phát hiện ra trước mặt tôi là một cung điện nguy nga dưới lòng đất. Người đàn ông đi vào trong điện thông báo. Được một lúc thì tôi nghe thấy bên trong có người nói: trong sổ sinh tử không có tên anh ta, hãy để anh ta về đi.
Lúc này tôi mở mắt ra và thấy mình đã nằm trên giường bệnh từ lúc nào. Các bác sĩ và y tá đang cố gắng cấp cứu cho tôi. Rõ ràng nơi mà nhân viên ngân hàng 28 tuổi họ Vương kể trên nhìn thấy là âm tào địa phủ. Sở dĩ anh ta có thể trở lại dương gian từ cõi chết chính là vì anh ta vẫn chưa hết thọ mệnh, không đáng phải chết trong trận động đất này. Sự việc trên chắc chắn là điểm hóa với con người thế gian rằng sống chết có số. Đây không phải là lời bịa đặt. Thời gian sinh tử của một người thực sự đã được ấn định từ trước rồi. Muốn tăng phúc thọ và bảo trì sự bình an cho sinh mệnh thì hành thiện tích đức, tránh xa tà ác, duy hộ thiện lương, tôn kính thần Phật, vân vân. Chính là phù hợp với quy luật của đấng tự nhiên và cũng là đạo lý nơi cõi nhân sinh vốn vô thường này vậy. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện văn hóa tâm linh với tựa đề Âm Binh Mượn Đường, câu chuyện kể từ những người trong cuộc của Độc Tề Kim Cổ xin mạn phép khép lại tại đây. Về chủ đề này, không biết quý khán thính giả có suy nghĩ và trải nghiệm như thế nào? Xin hãy vui lòng chia sẻ những suy nghĩ trải nghiệm của mình ở phần bình luận để động viên và cùng đồng hành cùng chúng tôi nhé. Thay mặt ban biên tập chương trình, Minh Đức xin có lời cảm ơn và mến chúc quý khán thính giả của Độc Tề Kim Cổ có một ngày thật vui vẻ, đoàn viên.